Xin chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vinh Phúc xin chia sẻ với các bạn là USB token là gì và cái chữ ký số là gì. Thì USB là một cái thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu thông tin của doanh nghiệp dùng để ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện theo các giao dịch điện tử qua mạng Internet. USB token thì là thiết bị không thể thiếu đối với doanh nghiệp tổ chức hiện nay. Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khai báo ban đầu về nộp lệ phí môn bài hay báo cáo các thông tin cần thiết với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, và các thủ tục hành chính bắt buộc phải khai báo và nộp qua mạng. Do vậy, 100% doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng USB token thực hiện các giao dịch điện tử này. Về tính pháp lý của cái USB token này, thì ngày 29 tháng 11 năm 2005, Chính phủ đã ban hành luật giao dịch điện tử quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực ký, chữ ký và số tại Nghị định số 26/2007, Nghị định Chính phủ ngày 15 tháng 2 năm 2007. Khi tiến hành giao dịch điện tử thì trong hoạt động công cộng, người sử dụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ ký số công cộng do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số không có cấp. Đó là cái tính pháp lý của USB token. Trong quá trình sử dụng chữ ký số thì bao gồm hai quá trình. Thứ nhất đó là tạo chữ ký, sử dụng khóa bí mật để ký số, và thứ hai là kiểm tra chữ ký, kiểm tra khóa công cộng, khóa công khai có hợp lệ hay là không. Về phần thông tin có trong chữ ký số dành cho doanh nghiệp mà sẽ bao gồm là tên của doanh nghiệp, bao gồm là mã số thuế, tên công ty, số hiệu của chứng thư số hay còn gọi là số seri ấy, thời hạn là có hiệu lực của chứng thư số, tên của tổ chức thực hiện ký số, ví dụ như là VNPT hay là bên Viettel hoặc là bên Nexia. Thời hạn của chứng thư số thì thường là các bạn có các gói 1 năm, 2 năm, tùy vào cái gói mà đơn vị các bạn mua. Chữ ký số thì của tổ chức chứng thực chữ ký số các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số và các hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số, chữ ký số, các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Như vậy thì chữ ký số này có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp ấy. Cái USB token gọi là chứng thư số thì dùng để làm gì? Thì hầu hết các giao dịch điện tử như nộp thuế và nộp mà các cái báo cáo về bảo hiểm xã hội bây giờ là dùng giao dịch điện tử hết, thì các bạn dùng chứng thư số này để các bạn ký số và nộp báo cáo thuế tháng, quý hoặc năm, nộp báo cáo tài chính năm và nộp thuế điện tử, tham gia các giao dịch điện tử ký số trong các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Và gần nhất đó là các bạn là doanh nghiệp các bạn mà sử dụng hóa đơn điện tử như ngày 1 tháng 7 năm 2022 tới đây, 100% các cái doanh nghiệp mà bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thì các bạn cũng dùng cái USB token này để ký hóa đơn điện tử. Một số cái đơn vị cung cấp chứng thư số ví dụ như là Viettel, CA, VNPT hay là NeoCA, FPT hay BKV đều cung cấp cái thiết bị chứng thư số này. Thì đây chính là cái chứng thư số của bên FPT. Như vậy là vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn về cái chứng thư số, còn USB token dùng cho doanh nghiệp. Thì nếu các bạn vừa xem video thấy hữu ích thì các bạn đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.